Trên tay mình đây đây là một hai cái mẫu máy bán chạy nhất trong năm 2020. Bán chạy nhất trong năm 2020. Đây là một con Samsung A50S. Với một cái mặt lưng khá đẹp, còn khá đẹp, còn khoảng 80-90% á. Cái mặt lưng này nó làm bằng nhựa nên nó không tránh khỏi chảy xước này anh em. Đây. Thông số cấu hình này. Đây. A50S. Con RAM là 4GB và bộ nhớ máy trong máy là 64GB. Với cục pin 4000 á. 3800, 3900 nhỉ, 4000. Đủ để anh em có thể chơi lướt gáp, chơi game Facebook, Zalo trong vòng một ngày. Chụp hình tương đối ổn. Màn hình Full HD cộng của Samsung. Màn hình rất đẹp. Có chức năng sạc nhanh. Đây là một con A71. Dòng bán chạy nhất trong năm 2021. Đây, mang một cái con RAM là đây, A71 đây. Mang một con RAM là 8GB phải ạ. Đây, đúng, con RAM 8GB. 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Hai máy này mình thu của khách rẻ nên mình để rẻ cho anh em. Anh em nào cần thì alo cho mình nhé. Máy này. Anh em nhìn máy. Đấy, con này nó làm bằng nhựa, toàn bộ bằng nhựa nên nó cũng hơi có tí xước xước lông mèo này. Đây, xước xước lông mèo. Không thể tránh khỏi rồi. Bao nhiêu năm rồi mà. Đấy, tránh tránh lông mèo này. Đây, máy thu khách rẻ và để lại cho anh em ra. Ngoài ra mình còn một sản phẩm mới thì mình còn tất cả những cái mặt hàng trên thị trường giá chỉ từ 2 triệu trở lên thôi. Anh em sở hữu một con điện thoại lướt web cho anh em, nghe nhạc lướt web cho anh em. Đây, iPhone mình có rất nhiều, máy mới có máy cũ nha, máy mới trong hộp còn, máy mới có còn một con iPad, iPad Air dùng Wi-Fi để lại cho anh em với giá 3 triệu đồng. Đấy.